Chào mừng các bạn đến với thể thao giải trí 247. Mời các bạn cùng tham quan những cái đầm nuôi tôm cá tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là chúng ta thấy những người ta làm những cái đầm nuôi tôm, nuôi cá. San sát nhau. Các bạn coi người ta đang lót bằng cái gì đây? Đây cái bờ đầm này người ta đang chỉ làm bằng cái tấm vải nhựa, tấm vải ni lông. Có chỗ kiên cố hơn thì người ta làm cái bờ kè bằng bê tông. Bên kia các bạn có thể thấy là bằng bê tông. Bê tông. Nhưng mà bên này thì được làm bằng những cái tấm ni lông. Tấm ni lông và dưới người ta cho một ít nước vào để mà ta nuôi tôm cá. Và những cái căn nhà mà hậu cần để người ta có thể đứng ở và giữ nuôi tôm cá. Bên cạnh những cái đầm nuôi tôm cá người ta làm bằng bê tông, và chắc chắn hơn thì người ta làm bê tông và người ta làm bằng bao ni lông, thì cũng có những cái đầm chỉ là bờ đất thôi. Như đây các bạn thấy là đầm bờ đất. Đầm bằng bờ đất. Cái này thì đơn giản hơn, người ta ít đầu tư hơn, do đó là người ta chỉ để nguyên bờ đất và người ta làm một cái đầm. Cái gì hàng ngồi là cái dãy hàng rào bằng cây xương rồng. Chúng ta có thể thấy đây. Những cái đầm riêng biệt với nhau được ngăn cách bởi những cái đê đất rất nhiều rất nhiều. Xa xa ở ngoài kia là các bạn có thể thấy đường lộ, có thấy xe tải chạy, đường quốc lộ 1A thấy xe tải đang chạy đó các bạn. Còn về phía này thì xa ở phía này thì chúng ta sẽ đi hướng ra biển, hướng ra biển. Còn cái đoạn giữa chỗ này thì người ta ngăn ra những cái ô làm đầm nuôi tôm nuôi cá. Và cái dãy chúng ta đang đi đây, cái dãy là hàng rào này là bằng cái xương rồng. Nhiều loại đầm các bạn, cái bờ đầm thì người ta có thể xây, nếu mà cái chỗ đầu tư thì người ta đó, như chúng ta coi cái đầm đầu tiên đó là người ta xây bằng bê tông và hoặc là người ta lót bọc ni lông. Nhưng mà có chỗ đơn giản hơn thì người ta chỉ làm bằng cái đầm bằng bờ kè đất thôi, không có gì cả. Cảm ơn các bạn đã xem video. Mời các bạn hãy nhấn đăng ký thể thao giải trí 247. Xin trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt.